chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Chương trình tối nay thứ năm ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nâng cao hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Càng đến cuối mùa, nông dân trồng điều càng thất vọng vì giá thấp. Tấm Phật, nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer. Ngày mai diễn ra lễ hội đua thuyền lần đầu tiên tại huyện Đồng Phú. Gần 600 hiện vật được hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức đa phương kêu gọi hành động khẩn cấp về an ninh lương thực. Thưa quý vị, tại huyện Bù Gia Mập sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Bù Gia Mập tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội đồng Nhân dân lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân hội nghị cũng đã trao đổi xem xét một số chuyên đề quan trọng và thiết thực đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng, các ý kiến phát biểu xác đáng của các đại biểu xoay quanh những chuyên đề thảo luận cơ bản đã làm rõ những khó khăn trong quá trình hoạt động. Do đó, các giải pháp được đề xuất cần được Hội đồng Nhân dân và các đại biểu quan tâm nhằm khắc phục những hạn chế đã được nêu ra. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng cũng đồng thời nhấn mạnh, các đại biểu đã tích cực phát biểu, chia sẻ các bài học kinh nghiệm về những vấn đề trong quá trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân, góp phần quan trọng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị, thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về chương trình giám sát và kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022. Thường trực Hội đồng Nhân dân phát huy tốt vai trò trong chuẩn bị, tổ chức và điều hành hoạt động chất vấn tại kỳ họp, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo và chủ động, tạo điều kiện và khuyến khích đại biểu thực hiện chất vấn, làm sáng tỏ vấn đề trong phiên chất vấn, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo quy định. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận hai chuyên đề: kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân và kinh nghiệm tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là hai nội dung được Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ. Dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Bù Gia Mập đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội nghị giao ban Hội đồng Nhân dân lần thứ 3 cho đơn vị huyện hướng quản. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Chiều nay 14 tháng 4, đoàn giám sát do bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung này. Thời gian qua, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đa số các đơn vị được giao đất, cho thuê đất đã đưa vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm đất, hạn chế tối đa việc khiếu nại tố cáo, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên của tỉnh. Những kết quả này phần lớn là do các luật chuyên ngành và các nghị định, thông tư hướng dẫn được ban hành tương đối đầy đủ, góp phần hạn chế xảy ra sai sót chồng chéo. Tuy nhiên, theo ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường cần làm rõ thêm về công tác quản lý sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, công tác thanh tra kiểm tra và các hình thức xử lý đối với những hoạt động khai thác tài nguyên trái quy định, phân tích cụ thể các tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đồng thời bổ sung thêm kiến nghị, đề xuất đối với những bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo theo đúng đề cương đoàn giám sát đã yêu cầu. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp về vai trò lợi ích của tổ chức đảng và các đoàn thể đối với doanh nghiệp, đặc biệt là cần tuyên truyền cho quần chúng, người lao động hiểu rằng trở thành đảng viên là để xem cho bản thân mình ngày một tốt hơn. Đây là yêu cầu của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và góp ý dự thảo đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng nay.
Đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp, người lao động về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự hào dân tộc, đề cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Theo dự thảo đề án, phấn đấu đến cuối năm 2030 sẽ kết nạp 200 đảng viên trở lên, tiến tới thành lập đảng bộ các khu công nghiệp là đảng bộ cấp trên cơ sở. Mỗi khu công nghiệp thành lập từ 2 đến 3 chi bộ trong các doanh nghiệp. 90% trở lên doanh nghiệp thành lập được tổ chức công đoàn, 30% trở lên doanh nghiệp thành lập được tổ chức đoàn thanh niên. Triển khai thành lập tổ chức hội phụ nữ trong doanh nghiệp có đủ điều kiện. 100% cấp ủy cơ sở, cán bộ đoàn thể được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác. Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo đề án này. Đa số đều cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần phát huy sự nêu gương của các đảng viên để quần chúng và người lao động học hỏi, làm theo. Thưa quý vị, tiếp tục loạt phóng sự về mùa điều của phóng viên thời sự BBTV. Quý vị thân mến, một thông tin chúng tôi không mong muốn gửi tới bà con nông dân, nhưng thực tế lại đang diễn ra, đó là giá điều cuối mùa càng ngày càng đi xuống và càng làm cho bà con nông dân buồn hơn. Vâng, như chúng ta đã biết thì cây điều chính là cây chủ lực của hàng ngàn nông dân Bình Phước bao năm nay. Thương hiệu hạt điều Bình Phước thì luôn chiếm vị trí số 1 thế giới cả về chất lượng và cả về số lượng. Tại huyện Bù Gia Mập cũng như là tại các vựa điều khác của tỉnh, bà con nông dân đã dành nhiều vốn đầu tư và tâm huyết cho những vườn điều với hy vọng về một mùa vụ bội thu, được mùa, được giá. Nhưng trái lại, cho đến những ngày cuối mùa điều này thì nông dân trồng điều hy vọng bao nhiêu đã thất vọng bấy nhiêu. Nhắc đến Bình Phước thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thủ phủ điều của cả nước, thương hiệu điều số 1 thế giới. Tuy nhiên năm nay, dịch bệnh và thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến mùa vụ của bà con nông dân. Ngay bây giờ thì mời quý vị tìm hiểu cùng với chúng tôi. Đây là vườn điều 2,5 hectare, 25 năm tuổi của gia đình chị Hoàng Thị Bảy, ở thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Mỗi năm vườn điều này của gia đình chị cho thu hoạch khoảng 5 tấn. Thế nhưng năm nay sản lượng chỉ bằng một nửa so với năm trước. Năm nay thì thấy điều nó thất thế này thì mà nó cũng muộn thế này, mà giá thế này thì cũng hơi buồn. Năm ngoái là còn cao hơn năm nay. Ngoái còn lúc đầu cũng 2 năm rồi dần dần xuống còn được 14. Thế mà năm nay mà giờ dần mức đầu giờ là ngày hôm qua cân là còn được đi 21 năm. Cũng trong hoàn cảnh như thế, vườn điều 2 hectare này của gia đình anh Trần Xuân Tình ở thôn 1 xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, hàng năm cho sản lượng từ 6 đến 7 tấn, thì mùa thu hoạch năm nay chỉ được khoảng từ 2 đến 3 tấn. Anh Tình lo lắng. Năm ngoái thì nó hơi rẻ hơn chút năm ngoái trước, nhưng mà nếu mà điều trúng thì được, dắt được, mà năm nay giá là rẻ nữa thì dân cũng khổ. Để có được một mùa thu hoạch, bà con nông dân trồng điều phải bỏ vốn nhất định. Năm nay điều vừa mất mùa lại không được giá, khiến nhiều gia đình lo lắng. Phần lớn nông dân trồng điều ở Bù Gia Mập ước tính thu hoạch hết vụ chỉ huề vốn hoặc lỗ. Gia đình nào may mắn được mùa mới có lời chút ít. Năm nay này thấy là nỗ chứ không có huề đâu. Vốn đầu tư phân hơn năm ngoái. So với năm nay thì chắc lỗ nặng á. Thì năm nay thuốc nó cũng cao quá. Phân thì cũng cao nữa, thì dân thì bán thì rẻ, thì dân thì khổ. Nó có lời thì lời ít chứ không được lời nhiều, chứ không lỗ thì không lỗ, lời ít thôi. Năm nay, mùa điều đến muộn, lại thường xuyên phải hứng chịu những cơn mưa trái mùa kèm dông lốc làm cho sản lượng giảm mạnh. Vừa không được mùa, vừa không được giá, khó khăn chồng chất khó khăn. Mùa điều năm nay không chỉ đã ảnh hưởng đến hàng ngàn nông dân, mà đã tác động không nhỏ tới sự phát triển chung của tỉnh. Vâng, như quý vị vừa theo dõi cũng như một số phóng sự mà chúng tôi đã phản ánh trong loạt phóng sự về mùa điều năm nay. Trước thực tế mất mùa mất giá, làm thế nào để nông dân không tiếp tục điệp khúc chặt, trồng, trồng, chặt mà vẫn có nguồn thu ổn định là một câu hỏi được đặt ra đã nhiều năm qua.
Và đã có không ít nhà nông tìm ra lời giải hiệu quả cho bài toán này. Trong khung giờ này ngày mai, thời sự BPTV tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với những giải pháp đó của người nông dân trồng điều ở huyện Bù Đăng. Sáng nay 14 tháng 4, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước và lãnh đạo thành phố Đồng Xoài đã tới thăm và chúc Tết Chùa Chư Nam Thơ Mây, đồng bào Khmer, tại chùa Sirivansa ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Trò chuyện với sư trụ trì chùa Sirivansa, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước và thành phố Đồng Xoài đã thăm hỏi tình hình đời sống lao động, sản xuất của đồng bào Khmer trên địa bàn, đồng thời mong muốn nhà chùa cùng các già làng, người có uy tín tiếp tục động viên đồng bào tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào tại địa phương. Nhân dịp Tết Chùa Chư Nam Thơ Mây năm nay, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và thành phố Đồng Xoài đã có những món quà ý nghĩa chúc mừng chùa Sirivansa và 21 hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Thưa quý vị, trong chuỗi các hoạt động Tết cổ truyền Chùa Chư Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer thì nghi lễ tắm Phật là một trong những hoạt động quan trọng và có ý nghĩa nhất. Là nét văn hóa tâm linh cao đẹp của những người theo đạo Phật, người Khmer quan niệm tắm Phật là phước báu, thể hiện sự tôn kính về Phật giáo, lòng hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Tắm Phật cũng có ý nghĩa tẩy rửa những điều không may mắn trong năm cũ để hướng đến một năm mới bình an cho bản thân và gia đình. Lễ tắm Phật có từ xa xưa trong Phật giáo Nam Tông. Lễ tắm Phật gồm hai hình thức. Một là tắm Phật với mong muốn cho tượng Phật được sạch sẽ, đồng thời mong muốn xua đuổi những điều không may trong năm cũ, mong năm mới an lành, làm ăn phát đạt. Hai là tắm Phật sống, cha mẹ hay người có công nuôi dưỡng mình lớn khôn, mong muốn các bậc sinh thành được sạch sẽ để chào đón năm mới, đồng thời cũng là ý để các con thể hiện lòng hiếu thảo dâng lên cha mẹ những trang phục mới, vật dụng cần thiết, thậm chí là tiền bạc để cha mẹ có tiền chi tiêu trong những ngày Tết, tham gia đóng góp xây dựng chùa. Theo quan niệm của người Khmer, Phật sống chính là ông bà, cha mẹ mình. Do đó, tấm Phật sống chính là tỏ lòng hiếu thảo mà mọi người con đều muốn báo đáp. Năm nay, dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà Thị Dây và ông Lâm Mót còn rất khỏe mạnh. Ông bà còn khỏe mạnh một phần là vì gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc, phần là bởi hiện nay kinh tế gia đình cũng khá giả. Hiện nay cả bốn người con của ông bà đã trưởng thành và có gia đình riêng, nhưng đều hạnh phúc. Và vui mừng nhất mà ông bà có được là mỗi lần đến Tết cổ truyền Chùa Chư Nam Thơ Mây đều được các con làm lễ tắm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mỗi lần bước sang năm mới, những người con của tôi đều tới nhà chúc mừng và làm lễ tắm cho vợ chồng tôi. Tắm xong, vợ chồng tôi được các con tặng những bộ quần áo mới, được lì xì tiền. Hiện giờ các con của tôi đều lập gia đình và sống rất yên ổn. Tôi cảm thấy mừng vì điều đó. Năm mới, tôi chúc cho các con, các cháu luôn đoàn kết, vui khỏe và hạnh phúc, cố gắng làm ăn để không thua thiệt người ta. Cũng giống như các dân tộc anh em khác, người Khmer thường dọn dẹp trang hoàng nhà cửa khá tươm tất mỗi khi Tết đến. Dù bất cứ lễ Tết gì, đồng bào Khmer rất xem trọng bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Tết cổ truyền Chùa Chư Nam Thơ Mây là thời điểm tốt nhất để anh em con cháu đoàn tụ bên gia đình và cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, làm những việc làm có ý nghĩa với ông bà, cha mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ dịp Tết đến là anh em chúng tôi đến thăm nhà ba mẹ. Ai có tiền thì cho tiền, ai có quần áo mới thì biếu ba mẹ. Đây là nét văn hóa đẹp, có ý nghĩa, rất độc đáo mà đồng bào Khmer chúng tôi đã có từ rất lâu rồi. Chúng tôi làm lễ tắm cho ba mẹ là một phần để báo hiếu, phần khác là để giáo dục con cháu sau này biết và giữ gìn. Rửa sạch, xua đuổi những điều không may mắn trong năm cũ, đón nhận sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới, ghi nhớ công ơn của bậc sinh thành, dìu dắt con cháu hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật ấy không chỉ là một nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer, mà với bất kỳ cộng đồng nào cũng cần được lan tỏa. Thưa quý vị, ngày mai 15 tháng 4,
tại hồ Suối Giai thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra một sự kiện thể thao hết sức đặc biệt, hấp dẫn khi lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức giải đua thuyền truyền thống. Giải đua thuyền truyền thống huyện Đồng Phú mở rộng năm 2022 cũng là một hoạt động hết sức thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và 136 năm ngày quốc tế lao động, ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày 1 tháng 5 năm 2022. Theo ban tổ chức cho biết, tham gia giải đua thuyền truyền thống huyện Đồng Phú mở rộng lần này sẽ có 4 đội đua đại diện của các tỉnh thành có phong trào đua thuyền hàng đầu cả nước tranh tài, là đội thuyền tỉnh Bình Thuận, 2 đại diện đến từ thành phố Hồ Chí Minh và đội đua thuyền chủ nhà huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Các đội sẽ tranh tài ở các nội dung thi gồm 200m, 500m, 1000m và 1500m. Nếu so về bề dày truyền thống ở sân chơi này, thì đội chủ nhà là đội không được biết đến nhiều như 3 đội khách. Tuy nhiên không vì thế mà các tay chèo của huyện Đồng Phú phải ngán ngại các đối thủ. Minh chứng cho điều này là ở lần tham dự giải đua thuyền truyền thống thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vừa tổ chức cách đây không lâu. Mặc dù phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đội Đồng Phú đã xuất sắc đoạt giải ở cả 4 nội dung đăng ký. Trong đó có 2 giải nhất ở 2 nội dung thuyền 10 tay chèo nam và thuyền 20 tay chèo nam, đồng thời đoạt giải nhất toàn đoàn. Với việc chọn mặt nước ở hồ Suối Giai để thi đấu, một cảnh quan thiên nhiên trong lành tuyệt đẹp của Đồng Phú và Bình Phước cũng sẽ tạo một cảm giác rất tuyệt vời cho cả các tay chèo lẫn mọi người đến xem và cổ vũ ở giải đua thuyền truyền thống lần này. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị của ban tổ chức giải đã gần như hoàn tất để chờ đến 8 giờ 30 phút sáng mai ngày 15 tháng 4 khai mạc giải. Vâng, thưa quý vị, theo kế hoạch thì lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút. Đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước sẽ livestream trực tiếp sự kiện thú vị này và đưa tin trong các chương trình thời sự truyền hình, phát thanh, báo điện tử và các hạ tầng khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tiếp tục với các thông tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 4, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 10. Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 7,5 ngày làm việc, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Đây là phiên họp dài với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết về công tác lập pháp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho ý kiến về 5 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 3. Báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42/2017 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, cho ý kiến về việc ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cũng tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung khác. Hôm nay, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt Thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngôi trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt đầu tiên tọa lạc tại quận Tân Phú, đến nay, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tự hào với hệ thống 8 cơ sở trường liên cấp hiện đại trên khắp các quận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ hơn 800 giáo viên, các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong nước và quốc tế giảng dạy, trên 4.000 học sinh đang theo học. Trường Nam Việt luôn tiên phong trong việc đào tạo những thế hệ học sinh văn minh và hội nhập, thuộc top đầu trong các trường chuẩn quốc tế tại miền Nam. Trong dự án ươm mầm tương lai, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nam Việt là một trong những trường đã tham gia thực hiện dự án rất sớm. Tính từ năm học 2012-2013 đến nay, trường Nam Việt đã nhận nuôi và dạy học nội trú cho 70 học sinh, trong đó có 38 em ở khu vực biển đảo, 32 em dân tộc với tổng số tiền đầu tư cho các em gần 61 tỷ đồng. Dự buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đã đánh giá cao môi trường giáo dục tại Nam Việt. Trong dự án ươm mầm tương lai đó thì Bình Phước có 14 em thụ hưởng. Và đặc biệt trong 14 em đó, hiện nay có 2 em dân tộc Xê Thiên đó, một là Điểu Cao Hùng, hai là Điểu Dương. Hai em đó lại không phải học ở trong nước mà đang học ở Cộng hòa Liên bang Nga.
nghĩa là rất giỏi và được ra du học ở nước ngoài. Em Điểu Cao Hùng đó thì học về toán, còn em Điểu Dương thì học về cái ngành ô tô. Hai em đó đang học ở cộng đồng Việt Nam, có thể nói là rất là xuất sắc. Có ba đứa thôi thì Bình Phước đã được hai em đi học là tốt, em mở đầu cho cái dự án ưu mầm tương lai của tỉnh Bình Dương và được kết quả học cho các em cũng sắp ra trường rồi đó. Để ghi nhận những cống hiến vì sự nghiệp giáo dục nước nhà, dịp này tập thể trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt và thầy Nguyễn Đức Quốc đã vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc đồng hành cùng quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm sưu tầm, thu thập các kỷ vật, hiện vật, góp phần nghiên cứu phổ biến tri thức khoa học, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, giảng dạy của các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều hiện vật từ 8 tổ chức, 31 cá nhân với 600 đơn vị hiện vật. Trong đó, họa sĩ Lê Sa Long, giảng viên mỹ thuật Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã hiến tặng bộ sưu tập 20 bức tranh chân dung những người truyền cảm hứng. Đây là những tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa xã hội sâu sắc, tái hiện về những con người tiêu biểu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và chân dung các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trân trọng ghi nhận và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các tổ chức cá nhân đã trao tặng những hiện vật, kỷ vật được xem là gia bảo, gắn liền với ký ức, tình cảm của bản thân và gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, sau khi tiếp nhận, các hiện vật sẽ được bảo tàng tổ chức lập hồ sơ, thực hiện việc bảo quản lâu dài và lựa chọn để trưng bày triển lãm, giới thiệu cho đông đảo công chúng tham quan. Thưa quý vị, an ninh lương thực toàn cầu cũng là vấn đề đang được các tổ chức đa phương thế giới đặc biệt quan tâm sau các cuộc khủng hoảng kép bao gồm hậu quả từ xung đột ở Ukraine, tác động dai dẳng của đại dịch COVID-19, tình trạng biến đổi khí hậu và các điểm xung đột khác. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm qua, các tổ chức gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cùng kêu gọi thế giới hãy chung tay hành động để giúp các nước dễ bị tổn thương đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng về an ninh lương thực. Tuyên bố nhấn mạnh, nguồn cung thiếu hụt và giá các mặt hàng chủ lực ngày càng tăng cao đang ngày càng gia tăng áp lực lên các hộ gia đình trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần phải khẩn trương hành động để hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương thông qua việc phối hợp cung cấp lương thực khẩn cấp, hỗ trợ tài chính, tăng cường sản xuất nông nghiệp và mở cửa thương mại. Cũng theo tuyên bố chung, các cuộc khủng hoảng kép khiến giá cả hàng hóa tăng cao, đặc biệt là phân bón, lương thực, năng lượng, qua đó gây áp lực gia tăng lạm phát trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý là trong vòng xoáy này, những quốc gia nghèo nhất luôn đối mặt với nguy cơ lớn nhất do phải nhập khẩu phần lớn thực phẩm. Các quốc gia có thu nhập trung bình cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, tuy có thể ít hơn. Ngân hàng Thế giới cảnh báo, chỉ cần giá lương thực tăng 0,01% sẽ khiến có thêm 10 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực. Thưa quý vị, những bông hoa tulip đang nở rộ tại vườn hoa nổi tiếng nhất của Hà Lan, Keukenhof. Sau gần 3 năm đóng cửa vì dịch COVID-19, thì người dân nước này đã có thể một lần nữa đắm chìm trong sắc hoa rực rỡ tại đây. Keukenhof được xem là thiên đường của hoa tulip và cũng là vườn hoa lớn nhất thế giới mà ai cũng muốn một lần được đến tận nơi chiêm ngưỡng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức những hình ảnh rực rỡ ấy. Trong cái nắng mùa xuân ấm áp, những du khách có mặt tại vườn Keukenhof những ngày này được bao quanh bởi những thảm hoa rực rỡ. Hơn 75.000 bông hoa, các loại từ tulip, dạ lan hương, hoa thủy tiên vàng và hoa râm bụt đang nở rộ, mang đến một trải nghiệm độc đáo cho khách tham quan. Không chỉ phục vụ những du khách đến tận nơi thưởng hoa trực tiếp, vườn Keukenhof năm nay còn chuẩn bị đóng gói chuyển một lô hàng hoa tươi đến Vatican để trang trí trong lễ phục sinh sắp tới. Vườn Keukenhof mở cửa đón khách từ ngày 24 tháng 3, kéo dài đến ngày 15 tháng 5 năm 2022. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Cây von sa đúng không anh? Chùa đấy là chùa Skray Vansa anh ạ. Vâng, lúc đến đấy em thấy, tại vì ở đấy cái chùa đấy em có vào thăm rồi.